Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016. Trước hết là tin liên quan đến tình hình an ninh tại Iraq. Sáng ngày hôm nay thì hai vụ tấn công bằng bom tự sát xảy ra gần như đồng loạt ngay tại một trạm cảnh sát nằm ở khu vực phía tây ngoài ô của thủ đô Baghdad đã làm thiệt hại cho tối thiểu là 5 cảnh sát viên và 12 cảnh sát viên khác bị thương. Vụ nổ bom sáng ngày hôm nay tiếp theo ngày hôm qua khi ba trái bom tấn công vào thủ đô Baghdad ở nhiều khu vực khác nhau tại thị, thị xã Sa City khiến cho tổng cộng là 93 người bị thiệt mạng và 165 người bị thương. Mặc dù an ninh tại thủ đô Baghdad đã được tăng cường tới mức tối đa nhưng mà những vụ tấn công liên tiếp trong hai ngày vừa qua là một bằng chứng cụ thể cho thấy là nhà nước Hồi giáo ISIS Uh, nhóm khủng bố này vẫn đủ khả năng để tung ra những cuộc tấn công ngay tại thủ đô của Iraq. Hiện nay thì quân ISIS chỉ còn uh, kiểm soát một số những khu vực đáng kể về phía bắc và phía tây của Iraq, trong đó có một thành phố rất quan trọng đó là thành phố Mosul. Liên quan đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì Thứ trưởng giả dân biểu Liên bang Hoa Kỳ là ông Chris Smith vừa mới phát biểu rằng ông hy vọng là trong chuyến viếng thăm sắp tới của tổng thống Barack Obama tại Việt Nam thì lãnh đạo nước Mỹ sẽ nêu vấn đề cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, cũng như các vụ biểu tình bùng nổ tại nhiều thành phố Việt Nam trong hai tuần lễ vừa qua. Vấn đề này, Tổng thống Barack Obama nên nêu lên với giới lãnh đạo Hà Nội. Dân biểu Christmas nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Việt Ngữ rằng ông tin là những vụ chấn nắp hàng trăm người tuần hành vì môi trường ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố khác tại Việt Nam cho thấy là nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chưa từ bỏ chính sách độc tài và bất dung đối với những người có quan điểm bất đồng chính quyến. Nhà nước cộng sản Việt Nam thì từ trước tới giờ luôn luôn bác bỏ cái lời cáo buộc cho rằng họ đã bịt miệng những người đối lập. Tuy nhiên bằng chứng của rất nhiều người đã bị bắt giữ cho thấy rằng đây chỉ là một cái luận điều nhằm mục đích chạy tội của chế độ Hà Nội. Cuối tháng trước thì một người Việt sống tại tỉnh Hà Tĩnh đã viết một lá thư gửi lên tòa bạch ốc và đề nghị chính quyền Hoa Kỳ phải giúp đánh giá một cách độc lập về cái hiện tượng cá chết hàng loạt tại miền Trung cũng như kêu gọi đích thân tổng thống Barack Obama nêu vấn đề này khi ông tới Việt Nam. À, từ hôm mà cái lá thư gửi cho tòa bạch ốc được tung ra cho tới ngày 10 tháng 5 tức là cách đây um, uh, mấy ngày thì um, đã có tới 140.000 người ký tên vào lá thư này và lá thư này đã được đăng ở trên trang chủ của tòa bạch ốc với tựa đề là We the People tức là tiếng nói của người dân. Thưa quý khán giả sáng ngày hôm nay thì tỷ phú Donald Trump tức là nhân vật ứng cử viên hàng đầu của đảng cộng hòa đã có mặt tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ mở đầu một chuyến đi mà được mô tả là nhằm mục đích hòa giải giữa ông Trump với giới lãnh đạo của đảng cộng hòa chương trình gặp gỡ của ông donald trump ông sẽ gặp chủ tịch quốc hội paul ryan ông paul ryan mới đây thì có tuyên bố rằng ông sẵn sàng rời khỏi chức vụ chủ tịch của cái đại hội đảng cộng hòa vào tháng 7 sắp tới tại cleveland ohio nếu như ông có bất đồng quan điểm với ông donald trump thưa quý vị hai người sẽ gặp nhau trực diện vào lúc chiều ngày hôm nay để hy vọng rằng tìm được một giải pháp hòa giải Tuy nhiên đài CNN vừa mới đưa ra một cái câu hỏi là hoa giải hay là tiếp tục uh, phân rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Uh, ông Donald Trump cũng sẽ gặp chủ tịch của Đảng Cộng Hòa ngay tại Washington DC và sau đó gặp uh, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa phe đa số tại Thượng viện là Mitch McConnell uh, cũng như là một số các vị dân biểu Cộng Hòa khác. Ngoài ra thì CNN vừa mới đưa lên một uh, bản tin cho biết là ông Donald Trump đã đổi giọng liên quan đến vấn đề hồ sơ người Hồi giáo. Chúng ta còn nhớ là trong những đợt vận động tranh cử thì ông Donald Trump đã hùng hổ nói rằng nếu ông làm tổng thống thì ông sẽ ra lệnh cấm toàn bộ người Hồi giáo được quyền nhập vào nước Mỹ. Ông nói rằng ông sẽ có hành động đó cho tới khi nào ít nhất những người có trách nhiệm an ninh của Hoa Kỳ hiểu rằng nguyên văn cái chữ ông ta bằng tiếng Anh là What the hell is going on? Tức là cái điều quái quỷ gì đang xảy ra tại nước Mỹ khi mà người Hồi giáo nhập cư vào xứ này. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay khi mà tuyên bố tại Washington DC thì ông bảo rằng đó chỉ là một cái đề nghị thôi, một cái ý kiến thôi chứ không không hẳn đó là một chính sách làm quyết định gì cả. Thì lập tức CNN đưa ra một lời bình luận cho rằng ông Donald Trump bắt đầu dịu giọng nó không muốn là đổi giọng để hy vọng rằng tạo được một cái sự hòa giải với giới lãnh đạo Cộng hòa. Bởi vì chúng ta biết là rất nhiều nghị sĩ dân biểu của giới lãnh đạo Cộng hòa, thí dụ như nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng không thể chấp nhận được một cái luận điệu như thế của Donald Trump bởi vì nó không xứng hợp với một người lãnh đạo quốc gia nhất là không xứng hợp với máu xương của quân đội nam nữ đang chiến đấu để bảo vệ tự do cho Hoa Kỳ. Ông Jeb Bush là cựu thống đốc của tiểu bang Florida và cũng là ứng cử viên tổng thống năm nay nhưng mà đã bỏ cuộc cũng đã lên án hành vi này của ông Donald Trump. Cái quan điểm này, giới lãnh đạo thế giới ngay cả thủ tướng David Cameron và mới đây làm thị trường thành phố London vừa mới được bầu cử là một người hồi giáo gốc Pakistan là ông Khan cũng nói rằng những cái điều của ông Donald Trump nói không thể nào chấp nhận được thưa anh giả về vấn đề an ninh của hoa kỳ thì cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ fbi vừa mới thông báo cho biết là giám đốc cơ quan này là ông James Comey uh, Comey vừa mới nói rằng uh, fbi đang theo dõi vào khoảng độ 1.000 người ở tại nước mỹ này uh, có những quan điểm cực đoan mà được thể hiện trên uh, online và những người 80% những người này thì có một cách uh, một liên hệ nào đó đối với tổ chức nhà nước hồi giáo khủng bố isis Giám đốc FBI James Comey nói rất rõ rằng ISIS vẫn còn có khả năng để mà khích động cũng như là tuyên truyền nhằm mục đích kêu gọi những công dân Mỹ tham dự một cái tổ chức hồi giáo khủng bố này. Tuy nhiên, ông Comey cũng nhấn mạnh rằng mặc dù ISIS nỗ lực như vậy, nhưng một con số người Hoa Kỳ mà đã tham dự vào tổ chức ISIS tại chiến trường Syria và Iraq có giảm xuống rất nhiều ông đưa ra một con số tôi biết là vào năm 2014 cho tới nguyên năm 2014 và nửa năm của 2015 thì FBI đã có con bằng chứng cụ thể cho thấy là vào khoảng 10 người Mỹ mỗi tháng đã tìm cách rời khỏi Hoa Kỳ để đi qua Syria hoặc là Iraq tham dự nhà nước Hồi giáo khủng bố ISIS. Nhưng mà con số đã giảm xuống hiện nay chỉ còn có mỗi một người một tháng mà thôi. Nhưng mà đó vẫn là một điều rất đáng quan ngại đối với nội tình an ninh của Hoa Kỳ. Tên của hãng thông tấn AP của đài ABC News cho biết là một người Việt tên là Minh Quang Phạm, chúng tôi đoán là Phạm Quang Minh, 33 tuổi, sẽ phải đối mặt với một bản án 50 năm tù trong phiên tòa ngày mai, tức là ngày 16 tháng 5. Bởi vì uh, uh, Phạm Quang Minh uh, đã thừa nhận tội là hỗ trợ cho tổ chức Hồi giáo khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Các công tố viên của Hoa Kỳ đã đề nghị một mức án 5 năm tù đối với Phạm Quang Minh bởi vì bị buộc tội âm mưu gấu kết với một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda để đánh bom sân bay Heathrow ở bên London. Tây Phạm đã bị bắt hồi tháng 7 năm 2011 ngay tại sân bay Heathrow khi trở về sau một chuyến đi kéo dài 6 tháng đến Yemen. Tại Yemen thì uh, tay này đã sử dụng kiến thức để mà làm những cái video những hình ảnh nhằm mục đích đưa lên tuyên truyền trên cái tạp chí có tên là Inspire. Đây là một cái tạp chí mà gây ảnh hưởng rất nhiều đối với những người nào muốn tìm hiểu về các chủ nghĩa khủng bố hồi giáo cực đoan. Một cái thí dụ là trong cái vụ đánh bom Boston uh, thì thưa khán giả, hai anh em của cái người tên là The Doha K. Uh, Taknaek đã bị FBI bắt giữ và cả hai đều xác nhận rằng đã học được cách chế tạo bom um, um, từ cái tạp chí Inquire. Các tổng công tố tổ biên cho biết là Phạm Quang Minh đã nhận được sự hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp của một tay lãnh đạo El Qaeda tại bán đảo Ả Rập và tay này là thủ lãnh tên là Anwa An Olaki đã chỉ thị cho Phạm Quang Minh kích nổ các quả bom được chế tạo từ các hóa chất ở những cái khu vực mà công dân Hoa Kỳ và công dân do Thái thường đến để lấy vé máy bay bay đi tại sân bay quốc tế Heathrow ở bên London và tay phạm cũng được chỉ được chỉ thị là phải gắn rất nhiều đinh chung quanh của bom đó để hy vọng rằng khi bom nổ sẽ tăng cái khả năng sát thương đối với những người mà trở thành mục tiêu của tay phạm Quang Minh luật sư của tay này thì bảo rằng muốn xin giảm mức án bởi vì không nên xứng, không có đáng để mà xử tới 50 năm tù nhưng mà uh, công tố viên thì muốn giữ cái bản án này. Thưa quý vị, tin của hãng thông tấn AP cho biết là sau cái vụ cháy dữ dội tại một cái thị trấn có tên là Fort McMurray ở gần thành phố vùng phía bắc của tiểu bang Alberta ở bên Canada thì rất nhiều các thành phố lân cận mà chung quanh có rừng rậm đã nhận được lệnh của chính phủ là phải cấp tốc có những biện pháp phòng chống cháy khi thời tiết nắng gắt của mùa hè sắp tới khiến cho cây cỏ khô cằn, tạo thêm cái nguy cơ là có thể trở thành mồi lửa và phát cháy. Trận cháy rừng cho tới ngày hôm qua đã khiến cho 88 người phải di tản, gần như là toàn bộ dân của cái thành phố này, tức là thành phố Fort McMurray đã phải di tản ra khỏi và ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 560 cơ tính cho tới tối thứ ba, dạng sáng ngày thứ tư. Có khoảng 6 thị trấn ở trung quanh khu vực đã có nhiều vùng rừng, gần tại Alberta phải vội vàng phát quang tức là cắt cây cỏ chung quanh đi và cấm không cho đốt lửa ngoài trời. Tại White Count nằm cách thủ phủ của Edmonton chừng 112 mai về phía tây bắc thì giới hữu trách ra lệnh cấm sử dụng các xe thể thao chạy xăng dầu ở trong rừng và tính tới việc lắp đặt các vòi phun nước lớn ở quanh cái bìa rừng một giáo sư tại um, University, University of Alberta là ông Mike Flanagan, một chuyên gia về vấn đề cháy rừng cho biết là hầu như tất cả các thị trấn ở vùng này đều đối diện với nguy cơ có thể bị bà hỏa thiêu rụi. Và cuối cùng là tin liên quan đến một có thương hiệu bia nổi tiếng trên thế giới tức là Budweiser mà các nước Âu Châu cũng như người Mỹ gọi là Bud. Thưa quý vị, trong một mùa bầu cử um, sắp tới tại Hoa Kỳ thì um, Ban giám đốc của Budweiser đã quyết định đổi tên Budweiser thành America nhằm mục đích là muốn uh, hy vọng rằng cái tinh thần ái quốc của dân Mỹ sẽ giúp cho cái số lượng uống bia Budweiser tại đất Mỹ trong mùa bầu cử này nó tăng vọt lên. Phó chủ tịch hãng Budweiser là ông Ricardo Mac nói rằng Budweiser luôn luôn cố gắng thể hiện tinh thần Hoa Kỳ ở trong từng chai bia và chào đón cái mùa bầu cử sắp tới của một đất nước mà ông ta mô tả là vĩ đại. Bởi vì chính tại Hoa Kỳ mà bất đã được trưng cất với tất cả những cái kỹ thuật ngon nhất để cho bia trở thành một cái món hảo hạng trong vòng 140 năm qua. Bia Budweiser đã được sản xuất lần, đầu, lần đầu tiên ở nước Mỹ ở tiểu bang Sen xin lỗi quý vị tại thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri vào năm 1876 và Budweiser gọi là một cái thương hiệu xuất xứ từ Cộng Hòa Czech ngày xưa, tức là Czechoslovakia, mà người Việt Nam mình gọi là Tiệp Khách, do cái hãng tên là Budweiser Bird War sản xuất. Theo thống kê của các cơ quan tiêu thụ thì Budweiser là bia phổ biến hàng thứ ba tại nước Mỹ, với số lượng bán khoảng 100 triệu thùng mỗi năm. Như vậy thì trong những ngày sắp tới, À, thay vì chúng ta đã tìm uh, uh, uống gọi một chai Budweiser Thì chúng ta có thể gọi một chai America Bởi vì nó cũng một uh, chất uống như vậy Nhưng mà đổi tên để phù hợp với tinh thần ái quốc của dân Mỹ trong mùa bầu cử sắp tới Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai